Và đây là sau khi hơ đèn xong và sơn hai lớp nhé. Mọi người nhìn thấy chất sơn nó rất là đều này. Sơn ngoài ra thì màu rất là xinh nữa. Quan trọng đánh giá, mình đánh giá của bảng màu này là sơn rất là xinh mọi người ạ. Đây. Và đặc biệt là có một màu nhũ nữa mà chưa chắc là mọi người đã để ý đến nó đâu. Là mình sẽ sử dụng màu số 7 nhé. Đây là màu nhũ để mình sơn nó lên nhé. Đây. Set sơn thạch thì mọi người bảo Thảo review rất là nhiều. Thì hôm nay Thảo sẽ review với mọi người về cái set sơn thạch 8 màu của Zaliva này nhé. Đầu tiên thì chúng ta mở hộp ra thì nó sẽ ở trong một cái hộp xốp như này. Ở ngoài bao bì hộp của nó sẽ có màu nút ấy. Còn ở trong thì nó sẽ gồm có một bảng màu như thế này. Bảng màu này để mình dựng ở trong cửa hàng nhé. Và một set ở đây nó gồm có 8 chai sơn nhé. Trong số 8 chai này thì sẽ có 7 chai là màu thạch mọi người nhé. Từ màu 1 đến màu số 6 và số 8 là tất cả các màu thạch. Thạch thì nó sẽ chia thành hai tông chính. Một là tông hồng, thứ hai là tông cam nút. Cam nâu nút đi mọi người. Đây nó sẽ chia đậm nhạt khác nhau. Và thứ ba là ở đây có một cái màu, ở đây là màu nhũ mọi người nhé. Màu nhũ này là có nhũ nhưng trong suốt, để nó phủ lên những cái màu thạch này rất là xinh luôn. Thì Thảo thấy ở đây là các tông thạch ấy mọi người. Thông thường đây là những tông mà hay dùng nhất rồi. Tức là mọi người có thể thấy là những cái tông màu xanh thì hoặc là những tông màu tím thì cũng là những màu thạch ấy. Nhưng mà Thảo thấy những tông này ít dùng. Dùng những màu này nó rất là dễ dùng với mọi người. Còn bây giờ thì Thảo sẽ sơn thử cho mọi người xem nhé. Sơn thử chất sơn nhé, review sẽ sơn thử chất sơn cho mọi người cùng xem nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ sơn này, sơn khoảng 2 màu nhé mọi người. Một là màu số 3 và thứ hai là màu số 6 này. Khi sơn những cái màu thạch này thì mọi người nên sơn trên nền móng trong suốt mọi người nhé. Tại vì là sơn lên nền móng đục ấy thì nó sẽ không giữ được cái độ trong của sơn thạch, và thứ hai là nó sẽ làm cho sơn thạch đậm màu hơn. Màu 3 là màu hồng thạch nhé mọi người sơn này. Khi sơn thì chúng ta sẽ sơn nhẹ tay một chút. Thông thường khi sơn thạch thì một vài vấn đề mình rất là ngại, đấy là sơn nó bị loãng quá thì mọi người phải sơn đôi khi 3 lần nó mới lên màu được ấy. Nếu như sơn đến lần thứ 3 thì thật sự nó sẽ bị bè form móng ra đấy mọi người ạ. Mất form ấy, nó bị mất form móng ấy. Này. Mình sơn một lớp nhá, rất là trong được chưa ạ? Mình phải sơn lớp thứ hai thì nó lên màu giống như bảng màu nhá. Hơ đèn lớp này này. Trong lúc chờ hơ đèn chúng ta sẽ sơn màu số 6 là tông nâu cam nút này. Có những cái màu rất là xinh luôn. Mọi người cùng nhìn để xem chất sơn nhé. Thảo nghĩ chất sơn này chất sơn vừa đủ, không quá đặc cũng không quá loãng. Thì mọi người sơn hai lớp nó lên màu là rất là ok rồi. Rồi, mình hơ đèn nhé. Tiếp tục sơn màu số 3 lên lớp thứ hai. Mình sơn nhẹ tay nhé. Sơn thạch mà sơn mạnh tay quá nhé. Và chưa quan sát lại thì rất dễ là chỗ đậm chỗ nhạt. Mà sơn thạch này chỗ đậm chỗ nhạt nó rất là lộ ấy. Nên mọi người sơn nhẹ tay và quan sát lại. Phần nào mà thiếu thì chúng ta có thể bổ sung thêm. Đã xong nhé, mọi người nhìn này, chất thạch nó trong này. Sau đó mình bỏ vào hơ đèn nhé. Và lại tiếp tục như vậy đối với màu số 6. Mọi người có thể dùng và thấy rất là nhiều. Tuy nhiên thì những cái tông màu hồng hay tông màu nút như này nó dùng nhiều nhất. Còn những tông thạch như kiểu màu tím hay màu xanh hay màu xám thì chúng ta dùng khá là ít thôi. Thảo cũng có một vài cái video hướng dẫn cho mọi người pha sơn thạch rồi đấy. Nhưng mà sơn vào chai sơn dễ hơn rất nhiều. Còn đối với một vài màu mà mình ít dùng thì mình có thể pha ra được mà. Và đây là sau khi hơ đèn xong và sơn hai lớp nhé. Mọi người nhìn thấy chất sơn nó rất là đều này. Sơn ngoài ra thì màu rất là xinh nữa. Quan trọng đánh giá, mình đánh giá của bảng màu này là sơn rất là xinh mọi người ạ. Đây. Và đặc biệt là có một màu nhũ nữa mà chưa chắc là mọi người đã để ý đến nó đâu. Là mình sẽ sử dụng màu số 7 nhé. Đây là màu nhũ để mình sơn nó lên nhé. Đây. Nhũ nhưng mà lại là trên nền trong suốt nên mọi người sơn lên bất cứ màu nào, không phải riêng tông thạch cũng đều được nếu như thích nhũ ấy. Đây. Xinh chưa? Nó là nhũ nhưng nền trong suốt nên là sơn lên màu nào nó vẫn giữ nguyên tông nền đấy mà nó thêm nhũ thôi. Nó sẽ lập tức thành một màu khác theo ý muốn của mọi người luôn. Đó, Thảo lại thích nhất cái màu số 7 này luôn ấy. Nhưng bình thường thì có thể mọi người ít dùng, nhưng mọi người nhìn này rất là xinh luôn. Như vậy là set sơn này với những màu sắc phổ biến và sử dụng rất là nhiều. Ngoài ra thì cái màu sơn, chất sơn cũng rất là ok. Ngoài ra thì nếu như mọi người sử dụng hết sơn ấy, thì set này cũng có bán lẻ nữa thêm mọi người nhé. Chúng ta có thể mua bổ sung thêm. Còn lại nếu như mọi người muốn hỏi về link đặt hàng ở đâu thì Thảo có thể để ở dưới phần bình luận. Mọi người có thể ấn xuống dưới nhé.